Con người phải chăng là một giống loài cực kỳ mâu thuẫn? Trong quá khứ, chúng ta từng sử dụng trí tuệ vượt trội của mình để khai thác, cải tạo và thậm chí là tàn phá thiên nhiên, khiến cho nhiều giống loài biến mất mãi mãi khỏi trái đất. Thế nhưng, ngày nay, chúng ta bắt đầu nghiên cứu những phương pháp để có thể mang trở lại những giống loài ấy, dù biết rằng đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn và thách thức. Không, thật ra không mâu thuẫn chút nào cả. Chúng ta vẫn là một giống loài mang trong mình tham vọng làm chủ tự nhiên và dùng trí tuệ của mình để hiện thực hóa những ước mơ hoang đường nhất. Chỉ có điều với sự trưởng thành của loài người, mục tiêu đó đã thay đổi. Dưới con mắt của nhiều người thì đảo ngược sự tuyệt chủng chỉ là một nỗ lực mới nhằm uốn nắn tự nhiên theo cách của nhân loại và cũng là cách để phục vụ cho những mục đích riêng của chính mình. Dù tốt dù xấu, thì những nỗ lực này cũng đã bắt đầu và sẽ có những giống loài trở thành ứng viên sáng giá chờ được con người hồi sinh. Đó là những giống loài nào? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu nha. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Bạn đã sẵn sàng chưa? Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Để có thể đảo ngược sự tuyệt chủng, chúng ta cần có bộ gen được bảo quản tốt của loài đã tuyệt chủng, một loài họ hàng còn tồn tại có quan hệ rất gần với loài đã tuyệt chủng. Khi đó, thông qua các công nghệ cực kỳ tiên tiến như cắt ghép gen, nhân bản vô tính, chúng ta sẽ dần tạo ra được những cá thể mang bộ gen gần giống nhất với loài đã tuyệt chủng và tỷ lệ tương đồng sẽ tăng dần qua từng thế hệ. Như giống loài đáp ứng điều kiện trên không nhiều, chỉ bao gồm những loài đã tuyệt chủng trong thời gian tương đối gần. Còn quá xa như khủng long, phương pháp này sẽ không hiệu quả. Chúng ta sẽ không thể hồi sinh T-Rex, Spinosaurus hay Argentinosaurus. Ứng viên đầu tiên cho nỗ lực đảo ngược sự tuyệt chủng của con người chính là voi ma mút lông xoăn. Voi ma mút lông xoăn tuyệt chủng cách đây khoảng 5.000 năm, với những cá thể cuối cùng để lại dấu tích của chúng trên đảo Rancho ở vùng biển thuộc Bắc Băng Dương. Các nhà khoa học đã tìm thấy một số xác voi ma mút được bảo quản tương đối tốt trong băng vĩnh cửu, từ đó có cơ hội nghiên cứu bộ gen của loài voi vĩ đại đã tuyệt chủng này. Năm 2008, George Church, nhà di truyền học kiêm doanh nhân người Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm của ông trong việc tạo ra con lai giữa voi châu Á và voi ma mút lông xoăn để hồi sinh loài voi huyền thoại. Đến năm 2017, ông cùng đội ngũ đã thành công trong việc đưa 45 gen của voi ma mút vào bộ gen của voi châu Á. Trong đó có gen giúp máu chịu lạnh tốt hơn, lông dài hơn, mỡ dày hơn. Họ tin rằng những cá thể mang bộ gen lai này có thể sống tốt ở vùng lạnh, đồng thời tham gia vào quá trình đảo ngược hệ quả của sự ấm lên toàn cầu ở những khu vực này. Chúng có thể ăn cỏ khô ở phía trên để giúp cỏ non phía dưới tiếp cận được với ánh nắng mặt trời. Thân hình to lớn của chúng có thể dọn dẹp những lớp tuyết dày để không khí lạnh có thể thấm sâu hơn vào đất. Đồng thời, nếu trường hợp của voi ma mút lông xoăn thành công, cơ hội sẽ mở ra với nhiều loài đã tuyệt chủng và đang trên đà tuyệt chủng khác. Ứng viên thứ hai, dê núi Pyrenees. Dê núi Pyrenees là một phân loài của dê núi Iberia, đã từng sống rất đông đúc vào thời trung cổ, nhưng sự săn bắn quá mức đã khiến chúng tuyệt chủng vào thế kỷ 20. Năm 2003, các nhà khoa học đã lấy mẫu mô từ con dê núi Pyrenees cuối cùng là một con cái tên Celia để tiến hành hồi sinh phân loài dê này qua phương pháp nhân bản vô tính. Mặc dù đã thành công cấy nhân tế bào của Celia vào trứng của dê nhà, sau đó thụ thai cho 208 cá thể dê cái, nhưng chỉ có một con có thai và sinh ra con non. Con dê non này sinh ra đã bị khuyết tật ở phổi và chỉ sống được 7 phút trước khi chết vì không thể thở. Mặc dù vậy thì đây vẫn được xem là thành công bước đầu của nỗ lực đảo ngược sự tuyệt chủng. Vào năm 2013, họ tuyên bố sẽ thực hiện lại quá trình hồi sinh dê núi Pyrenees. Có một vấn đề là do con dê núi Pyrenees cuối cùng là một con cái, thế nên họ chỉ có thể nhân bản vô tính ra các cá thể dê cái và sẽ không có con đực để những con dê cái này phối giống. Phương pháp đề xuất là họ sẽ cho những con dê núi Pyrenees cái phối giống cùng dê núi Đông Nam Tây Ban Nha là một phân loài dê núi khác có quan hệ gần gũi, rồi dần dần tạo ra những thế hệ có bộ gen gần giống với dê núi Pyrenees nguyên bản nhất. Ứng viên thứ ba, bò rừng châu Âu. Bò rừng châu Âu có danh pháp khoa học là Bos primigenius, là một loài bò hoang dã hết sức phổ biến có phạm vi phân bố trải dài từ lục địa Á Âu, Bắc Phi cho đến tiểu lục địa Ấn Độ trong thế cánh tân. Chúng có vai trò quan trọng trong đời sống của người tiền sử, xuất hiện trong các tranh vẽ hang động ở khắp châu Âu. Tuy nhiên, do nạn săn bắn quá mức, đặc biệt là để phục vụ giới quý tộc ở châu Âu, đã khiến bò rừng châu Âu tuyệt chủng hẳn vào thế kỷ 17. Điều may mắn là bò rừng châu Âu trong quá khứ là tổ tiên của hầu hết các giống bò hiện đại, thế nên việc hồi sinh bò rừng châu Âu hoàn toàn khả thi thông qua phương pháp lai giống chọn lọc và lai ngược dòng.
Một số nỗ lực đã được tiến hành tuy nhiên chưa đạt được kết quả như ý. Trong tương lai thì họ dự định sẽ kết hợp thêm công nghệ cắt ghép và chỉnh sửa gen để tạo ra những cá thể giống với bò rừng châu Âu thời tiền sử nhất. Những cá thể này có thể được dùng để gây giống, tạo nên các quần thể bò rừng châu Âu đủ lớn trước khi thả ra tự nhiên để khôi phục hệ sinh thái thời tiền sử ở một số khu vực. Ứng viên thứ tư, ngựa quagga. Ngựa quagga là một phân loài của ngựa vằn đồng bằng, với đặc trưng là chỉ có vằn ở mặt và vùng ngực, phần còn lại thì có màu nâu. Đây là phân loài đặc hữu của Nam Phi, nhưng đã bị tuyệt chủng vào thế kỷ 19 do săn bắn. Bước sang thế kỷ 20, các nỗ lực hồi sinh phân loài ngựa này đã được tiến hành dưới cái tên là dự án quagga. Về lý thuyết thì dù là một phân loài riêng, nhưng ngựa quagga vẫn là cùng một loài với ngựa vằn đồng bằng, và con người có thể hồi sinh chúng bằng cách lai ngược dòng và chọn lọc nhân tạo. Kết quả của dự án quagga là họ đã cho ra đời một số cá thể ngựa vằn có sọc gần giống với quagga, dù phần thân sau vẫn chưa có màu lông giống hoàn toàn, đồng thời tỷ lệ còn rất thấp. Trong 116 cá thể thuộc dự án thì chỉ có 6 cá thể có sọc giống quagga. Họ dự định tạo ra một quần thể khoảng 50 con trước khi di chuyển vào môi trường tự nhiên. Ứng viên thứ 5, chó sói Tasmania. Con chó sói Tasmania cuối cùng qua đời vào năm 1936 tại sở thú Hobart ở Tasmania vì bị bỏ quên trong chuồng, phải chịu đựng cái nắng gay gắt vào ban ngày và cái lạnh buốt giá vào ban đêm, không một giọt nước uống hay một miếng thức ăn. Để rồi ngày hôm nay chúng ta phải tốn hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đô la để hồi sinh chúng. Năm 2017, các nhà khoa học thông báo đã hoàn thành xác lập trình tự chuỗi gen của chó sói Tasmania và sau đó là phục dựng bộ gen của chúng dựa trên phương pháp chỉnh sửa gen. Đến năm 2022 thì Đại học Melbourne và Công ty Công nghệ Sinh học Colossal Bioscience đã thông báo hợp tác để thúc đẩy việc hồi sinh chó sói Tasmania bằng công nghệ chỉnh sửa gen dựa trên bộ gen của họ hàng gần nhất là chuột đần nát. Tuy nhiên vì hai loài đã cách nhau nhiều triệu năm tiến hóa, đây được dự đoán là công việc vô cùng khó khăn và thách thức. Họ dự kiến vào năm 2027 thì việc hồi sinh cho sói Tasmania sẽ trở nên khả thi khi có được bộ gen chỉnh sửa hoàn chỉnh và đầy đủ chức năng. Ứng viên thứ 6, chim bồ câu viễn khách. Từng là loài chim đông đúc nhất ở Bắc Mỹ với những đàn được cho là đông đến cả tỷ con, loài chim này đã bị quét sạch không còn một móng sau khi người nhập cư châu Âu xuất hiện. Con bồ câu viễn khách cuối cùng, một con chim mái tên Martha đã chết trong sở thú Cincinnati vào ngày 1 tháng 9 năm 1914. Con người từng tìm cách để cho chúng sinh sản trong môi trường nuôi nhốt nhưng không thành công. Hiện nay thì các nhà khoa học đã tiến hành thu thập ADN của bồ câu viễn khách từ các mẫu vật của bảo tàng. Tuy nhiên phần lớn đã bị phân rã nghiêm trọng do thời gian và cách thức bảo quản. Thế nên việc nhân bản vô tính khó mà thành công. Thay vào đó thì họ dự định sẽ dựa trên bộ gen của loài họ hàng gần gũi với bồ câu viễn khách là bồ câu đuôi vằn. Chỉnh sửa bộ gen của bồ câu đuôi vằn tạo ra những đặc tính giống với bồ câu viễn khách. Như vậy chúng ta sẽ có những cá thể không tương đồng về gen với bồ câu viễn khách nhưng có các đặc điểm ngoại hình tương tự. Người ta dự kiến sẽ lai giống trong môi trường nuôi nhốt các cá thể lai tạo này vào năm 2024 trước khi thả chúng ra môi trường hoang dã vào năm 2030. Ứng viên thứ 7, chuột MacLear. Chuột MacLear hay còn gọi là chuột đảo Christmas là một loài chuột lớn đặc hữu của đảo Christmas thuộc Ấn Độ Dương. Chúng là loài có vai trò kiểm soát số lượng cua đỏ đảo Christmas. Tuy nhiên đã tuyệt chủng do bệnh tật bị lây từ chuột đen ngoại lai mà con người mang tới. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy chuột MacLear đã là vào năm 1903. Vào tháng 3 năm 2022, các nhà nghiên cứu phát hiện chuột MacLear có bộ gen giống chuột nâu tới 95%, qua đó thắp lên hy vọng hồi sinh loài chuột này. Mặc dù các nhà khoa học đã gần như thành công trong việc dùng công nghệ chỉnh sửa gen để tạo ra bộ gen gần giống chuột MacLear nhất từ bộ gen của chuột nâu, nhưng họ vẫn còn thiếu một vài gen quan trọng. Thế nên nếu sử dụng bộ gen mới này thì chúng ta chỉ có một bản sao thiếu sót so với bản chính của chuột MacLear mà thôi. Ứng viên thứ 8, chim dodo. Chim dodo là một loài chim không bay lớn đặc hữu của đảo Mauritius, được cho là đã tuyệt chủng vào khoảng thế kỷ 17 hoặc 18 do sự săn bắn của con người và sự du nhập của các loài ngoại lai như chuột và heo. Chúng chuyên phá tổ và trứng của chim dodo. Chim dodo đã trở thành một biểu tượng của những giống loài tự nhiên tuyệt chủng vì hoạt động của con người trong văn hóa đại chúng. Điều may mắn là các nhà khoa học đã thu thập được một số mẫu xương và mô của chim dodo có chất lượng bảo quản khá tốt, có thể giúp họ chiết xuất nhiều thông tin di truyền của loài chim này. Bên cạnh đó, họ cũng phát hiện một loài bồ câu còn sống ngày nay là bồ câu Nicobe, có quan hệ họ hàng gần nhất với chim dodo. Vì thế, thông qua công nghệ chỉnh sửa gen tiên tiến, họ kỳ vọng có thể khôi phục được bộ gen của chim dodo trước khi tiến hành hồi sinh chúng. Mới đây nhất thì công ty công nghệ sinh học Colossal Bioscience tuyên bố đã huy động được khoảng 150 triệu đô la để tiến hành hồi sinh chim dodo.
Ứng viên thứ 9, chim anca lớn. Chim anca lớn là một trường hợp tuyệt chủng đầy bình thường khác. Chúng bị săn đuổi tới mức tuyệt chủng để lấy thịt và lông tơ để làm gối. Quần thể cuối cùng dù đã tìm nơi trú ẩn trên một hòn đảo xa xôi và lạnh lẽo, cũng không thể thoát khỏi lòng tham của con người, vốn là những thợ săn được các bảo tàng trả rất hậu hĩnh cho những mẫu vật dùng để nhồi bông và trưng bày. Ngày nay thì tổ chức hồi sinh và khôi phục Revive and Restore xác định rằng chim anca lớn là một ứng viên sáng giá cho các nỗ lực đảo ngược sự tuyệt chủng. Dù không thể nhân bản vô tính chim anca lớn, nhưng họ có thể chiết xuất ADN của chúng để dựa trên đó chỉnh sửa bộ gen của chim anca, họ hàng còn sống gần nhất, rồi tiến hành lai giống để tạo ra một loài mới gần tương tự với chim anca lớn. Kế hoạch tiếp theo là sẽ du nhập loài lai tạo này vào môi trường gốc của chim anca lớn, nơi chúng chia sẻ không gian sinh sống với chim anca và hải âu cổ rụt, những loài chim cũng đang bên bờ tuyệt chủng. Họ hy vọng điều này sẽ giúp khôi phục đa dạng sinh học cũng như hệ sinh thái bên bờ biển Đại Tây Dương. Ứng viên thứ 10, bò rừng bison thảo nguyên. Các bạn còn nhớ câu chuyện các nhà khoa học tìm thấy xác một con bò rừng đóng băng hàng chục nghìn năm, sau đó cắt thử một miếng thịt và đem hầm để nếm chứ? Con bò trong câu chuyện này chính là bò rừng thảo nguyên, Bison Briscus, từng sống trên thảo nguyên ở châu Âu, Trung Á và Bắc Mỹ trong kỷ đại tứ. Chúng tuyệt chủng vào đầu thế toàn tân do đã bị thay thế ở châu Âu và ở Mỹ bởi những loài bò rừng bison hiện đại. Những con bò này gây ấn tượng mạnh bởi cặp sừng dài đến 1 mét và thường xuyên hiện diện trong tranh trên hang động của người tiền sử. Năm 2016, các nhà khoa học Nga và Hàn Quốc đã tìm cách hồi sinh loài bò huyền thoại này bằng cách sử dụng ADN trong một mẫu đuôi bò từ xác đóng băng rồi nhân bản vô tính dựa trên bò rừng bison núi. Nhưng nỗ lực này có thành công hay không thì còn phải chờ tương lai trả lời. Vâng, vừa rồi là 10 ứng viên sáng giá nhất của các nỗ lực đảo ngược sự tuyệt chủng. Tuy nhiên, khả năng thành công của chúng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào những tiến bộ công nghệ trong tương lai và có khả năng là 10 năm nữa, phần lớn những nỗ lực này sẽ chỉ nằm trong phòng thí nghiệm. Trong tương lai xa hơn, nếu chúng ta hồi sinh chúng thành công, việc đưa các loài đã tuyệt chủng sẽ có tác động như thế nào đến hệ sinh thái ngày nay vẫn còn là một vấn đề hết sức mơ hồ. Người ủng hộ có, nhưng người phản đối cũng có. Bạn nghĩ thế nào về những nỗ lực đảo ngược sự tuyệt chủng? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.